Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. <laughs> và như thường lệ chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là NATO thực hiện cuộc tập trận chuẩn bị cho tiềm năng xung đột với phía của Nga, đó là bản báo cáo của từ Moscow. Bản tin cho biết thì NATO đã có một cuộc tập trận dài 4 tháng gần biên giới của Nga, được biết với tên là Tích fast defender à, chứng minh là cả cái liên minh này đang à, chuẩn bị cho một cái cuộc à, gọi là xung đột tiềm năng với Nga một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Nga đã đưa ra lời phát biểu vào hôm thứ bảy phát ngôn viên này có tên gọi là Maria Zakharova đã bác bỏ lời cáo buộc của NATO cho rằng Nga đang có những hành động tấn công và gây hỗn loạn cho các quốc gia thành viên và nói rằng việc mà đưa ra những tin xa, tức sai lạc này à, tìm cách gọi là thuyết phục tới lại những người dân ở các quốc gia trong liên minh NATO. NATO gần như đang đối đầu với một cuộc à, à, chiến gây hỗn loạn bởi phía của Nga khi mà Nga bắt đầu à, có cuộc xâm lăng Ukraine và NATO hỗ trợ cho phía của Ukraine giới tình báo đã cho biết một bản statement và hiện nay lực lượng NATO đã tập trận rất lớn kể từ thời chiến tranh lạnh có tên gọi là Stepp Fast Defender và gần biên giới biên giới của Nga và trong một kịch bản của họ liên minh này sẽ nhắm vào Nga và sử dụng tất cả những khả năng của họ bao gồm luôn cả các vũ khí gây hỗn loạn bài này đã đưa ra một bản statement và chúng tôi phải thừa nhận rằng NATO đang có những cái à, chuẩn bị nghiêm túc cho một cuộc tranh chấp được xem là có tiềm năng với chúng tôi quan hệ của nga và khối tây phương đã trở nên tệ hại hơn kể từ khi mà nga đưa quân xâm lăng vào ukraine và theo báo cáo cho biết thì cuộc tập trận bắt đầu từ tháng giêng nato có khoảng 90.000 quân đã tham gia cuộc tập trận này trong đó bao gồm lực lượng của hoa kỳ trú đóng tại âu châu và các quốc gia có đường biên giới với nga ở phía đông của âu châu đây được xem là một trong những lời cáo buộc của nga đưa ra và cùng một lượt thì nga loan báo là sẽ có cuộc tập trận chiến thuật nguyên tử à, giữa lúc mà họ đang nổi giận với phía của nato bản tin từ phía nga cho biết là nga đang dự tính sẽ có một cuộc tập trận với một cái phiên bản là cuộc chiến về nguyên tử trong bãi chiến trường theo tường trình của bộ quốc phòng nga đưa ra chỉ vài ngày sau khi điện kremlin đã phản ứng một cách nổi giận với các viên chức cao cấp của tây phương về cuộc chiến của ukraine mà moscow cảnh báo rằng sự căng thẳng với tây phương càng lúc càng sâu đậm hơn cuộc tập trận này để đối phó với cái họ mô tả là những hành động và những lời tuyên bố đầy khiêu khích, đe dọa của Tây Phương đối với lại Liên bang Nga. Đó là lời phát biểu của Bộ Quốc phòng đưa ra trong bản tết mình. Và lần đầu tiên, Nga đã công bố một cách công khai cuộc tập trận này có các chiến thuật về vũ khí nguyên tử. Mặc dù Lực lượng này đã bắt đầu có những cuộc tập trận trước đây và các cái vũ khí chiến lược về nguyên tử của Nga bao gồm các cái, các cái loại bom và các cái đầu đạn nguyên tử với các cái hỏa tiễn tầm ngắn và các đạn pháo kích đồng thời cũng sẽ được sử dụng trong bãi chiến trường. Họ cho biết rằng là sẽ à, sử dụng các cái quyền lực tối đa của các cái đầu đạn nguyên tử đồng, thời cũng sẽ có những cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia tham gia vào cuộc tập trận này. Lực lượng Nga đã loan báo chuyện này sau khi có cảnh báo về việc mà các đồng minh của Ukraine khối Tây phương đã có những cái hành động được xem là xung đột sâu đậm hơn với Nga. Và trong khi đó thì các đối tác của Ukraine đang lo ngại về tình trạng mà Nga đã chứa tất cả những cái loại nguyên tử ở gần biên giới của các quốc gia đồng minh của NATO. Và Tổng thống Pháp trước đó là ông Emmanuel Macron đã tái nhắc lại ông ta sẽ không loại trừ việc gửi lực lượng quân sự vào Ukraine. Cùng một lượt thì ta, ngoại trưởng của anh lỏng David Cameron nói rằng cái lực lượng Kiev có thể sử dụng tất cả những cái hỏa tiễn tầm xa của anh để bắn thẳng vào mục tiêu của nước Nga. Một số quốc gia của uh, liên hiệp uh, gọi là liên minh Âu Châu cũng đã uh, cho biết rằng sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Kiev để có thể uh, chống lại sự xâm lăng của Nga. Điện Kremlin cho biết là những lời phát biểu mang tính chất đầy nguy hiểm này đã uh, đào sâu thêm cái sự uh, gọi là khác biệt giữa Nga và phía của liên minh tây phương phát ngôn viên của điện kremlin là dmitry peskov trong ngày thứ hai nói rằng lời phát biểu thời gian gần đây của ông macron và một số những viên chức khác của âu châu cho thấy là họ đã khiến cho nga nổi giận và họ đã tăng cường thêm một cái mức độ mức độ mới của sự căng thẳng đó là lời phát biểu của ông Peskov đưa ra và sự căng thẳng chưa từng có này đặc biệt là những cái chiến dịch của họ đó là lời phát biểu của ông trong khi đó thì Dmitry Medvedev được xem là một đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin hiện nay là phó chủ tịch của hội đồng an ninh quốc gia của nga cho biết là sẵn sàng sẽ sử dụng tất cả các cái vũ khí cần thiết bao gồm luôn cả vũ khí nguyên tử và thế giới sẽ bước vào một cái thảm kịch trên toàn cầu đây được xem là loan báo của nga đưa ra ngay sau khi mà ông tổng thống pháp tuyên bố là không loại trừ việc đưa quân của nato vào ukraine cũng như là ngoại trưởng của anh à, cho phép phía của kiev có thể sử dụng vũ khí của anh tấn công vào lãnh thổ của nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay cùng một lượt trong ngày hôm nay thì một tờ báo tại ý đã lên tiếng và cho biết rằng phía ý mong muốn sẽ có cuộc đối thoại hòa bình với phía của putin Bản tin từ Rome cho biết thì Bộ Quốc phòng của Ý với người Bộ trưởng Quốc phòng trong ngày thứ hai nói rằng vì cấm vận kinh tế đối với Nga đã thất bại và kêu gọi khối Tây Phương là phải có một cuộc đàm phán về ngoại giao và giải pháp ngoại giao mới với ông Vladimir Putin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto đã nói với một tờ báo tại Ý là khối Tây phương đã sai lầm khi mà họ tin rằng lệnh cấm vận có thể ngăn chặn được sự gọi là hung hăng của Nga và đã overestimate tức là đã không có tính toán được cái ảnh hưởng trên kinh tế trên toàn thế giới. Thay vào đó, đã duy nhất có thể giải quyết được cơn khủng hoảng này là tất cả mọi phía phải tham dự vào cái cuộc đối thoại hòa bình ông crosetto đã cho biết như trên và trong cuộc phát biểu trong cuộc phỏng vấn này ông ta cho rằng là phía ông putin đã không sẵn sàng trong cuộc đàm phán và nói rằng đây là lý do tốt để chúng ta phải cố gắng hơn nữa và chúng ta cần phải để tạo ra một cái đường hướng có khả năng về ngoại giao và điều này là điều duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến này. Tuy nhiên, ông Crosetto đã lên tiếng và nói rằng quyết định của Ý vẫn tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine và tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Đây được xem là một trong những cái ý kiến từ phía Ý đưa ra ngay sau khi có những lời lẽ căng thẳng giữa phía Nga và các một số quốc gia thành viên trong Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì đài truyền hình Jazeera đã bị đóng cửa ở tại do Thái trong lúc mà phía của à, phía của do Thái cho biết rằng là họ nói rằng đài này là một đài tuyên truyền cho nhóm Hamas Chính quyền của Do Thái đã cho đóng cửa đài truyền hình tiếng Ả Rập có tên gọi là Al Jazeera ở tại quốc gia của họ sau khi nói rằng những cái nhân vật ở trong đài truyền hình này đã có một cái hành động tuyên truyền cho Hamas. Thủ tướng Do Thái, ông Benjamin Netanyahu cho biết nội các của ông đồng ý là sẽ đóng lại cái đài này trước khi mà tiếp tục cuộc chiến tại giải Gaza cảnh sát đã đột kích vào trong cái đài này vốn là được điều hành bởi những người Qatar ở tại khu vực của Jerusalem vào ngày Chủ nhật và trong đó thì họ nói rằng là họ đã tìm kiếm tới cái việc gọi là ngăn chặn tất cả những nhân viên vào làm việc ở đây và đài truyền hình Al Jazeera lên tiếng và nói rằng họ đã bị bức hại về quyền tự do ngôn luận trong khi phía do thái nói rằng đây là một cái hành động nguy hiểm và có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia và đài này được xem là có cái quyền ở trong pháp lý để chống lại cái chính sách của ông benjamin netanyahu bộ trưởng bộ viễn thông của do thái là slomo akashi cho biết là tất cả các cái dụng cụ của đài này đã bị tịch thu đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái việc mà do thái đang chuẩn bị tấn công vào thành phố rafah giữa lúc mà đài này được xem là một cái loa tuyên truyền cho nhóm hamas đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, Hamas cho biết là cái cuộc đối thoại ngưng bắn đã chấm dứt và trong khi đó Do Thái chuẩn bị tuyên bố là sẽ có một cuộc tấn công trong một tương lai rất gần. Bản tin từ Jerusalem cho biết vòng đối thoại mới nhất cho việc ngưng bắn tại giải Gaza đã chấm dứt tại Cairo sau khi có những cái thỏa thuận nghiêm túc và sâu đậm. Nhóm dân quân Hamas, Hamas cho biết vào hôm chủ nhật và nói rằng những cái đòi hỏi chính đáng của họ đã bị phía do Thái từ chối. Trong khi đó thì trước đây thì họ báo cáo rằng đã có một số tiến tiến triển và thủ tướng do Thái ông Benjamin Netanyahu cho biết là ông sẽ không chấp nhận cái áp lực quốc tế để ngưng lại cuộc chiến này. Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là ông Joab Galan lên tiếng và nói rằng Hamas đã không nghiêm túc trong các thỏa thuận và cảnh báo rằng sẽ có một cái chiến dịch quân sự trong tương lai gần ở tại Rafah và một số nơi khác trên toàn giải Gaza sau khi mà Hamas đã tấn công vào lãnh thổ Do Thái và gây khó khăn cho các cái đường hướng gọi là hỗ trợ nhân đạo và khiến cho ba binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng. Lực lượng của quân sự Do Thái cho biết rằng Hamas đang nhắm vào mục tiêu các giới quân sự của tại giải Gaza ở biên giới để chuẩn bị cho cái đang chuẩn bị cho một cái khả năng tấn công vào thành phố Rafah và Hamas hiện nay đang nhắm vào mục tiêu các lực lượng quân sự của Do Thái ở tại giải Gaza. Tuy nhiên, Giới truyền thông của Do Thái cho biết là giám đốc cơ quan tình báo CIA là ông William Burns, một trong những nhà trung gian chính trong cuộc đối thoại, đã gặp gỡ với lại ông Netanyahu vào ngày hôm nay thứ hai, một nguồn tin thân cận với hãng thông tấn AP cho biết như trên. Và ông này đã bay tới gặp gỡ với lại thủ tướng của Qatar cùng với lại phía của Ai Cập trước khi mà ông ta có mặt tại do thái và gặp gỡ với thủ tướng do thái tuy nhiên vẫn chưa có một tiến triển nào trong cái tiến trình bế tắc của các cuộc đối thoại hiện nay thì phía của qatar cho biết rằng là họ sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại vào ngày thứ ba ngoài ra thì qatar đã lên án và lưu ý phía do thái về việc đóng cửa đài, đài truyền hình có tên gọi là al zira sau khi mà nói rằng là đài truyền hình này đang có những cái lời lẽ tuyên truyền cho nhóm hamas đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung đông ngày hôm nay và cũng liên quan tới trung đông ngày hôm nay lực lượng quân sự do thái đã bắt đầu ra lệnh cho những người palestine ở phía nam di tản ra khỏi thành phố rafah và dự tính là sẽ có cuộc tấn công chính thức bản tin từ Jerusalem cho biết thì lực lượng quân sự do Thái trong ngày thứ hai đã ra lệnh cho hàng chục ngàn người Palestine ở phía nam của giải Gaza tức là thành phố Rafah, là bắt đầu di tản tới những nơi mà họ đã dọn sẵn về các hành lang nhân đạo và có thể sẽ có cuộc tấn công trà sớm trong vài ngày. Loan báo này đưa ra được xem là một đã khiến cho cái nỗ lực của quốc tế về trung gian trong đó bao gồm luôn cả giám đốc cơ quan tình báo cia đã gặp bế tắc và nhóm dân quân Hồ, hồi giáo hamas và cũng như qatar được xem là một quốc gia được, à, có cái à, vai trò chính trong trung gian cảnh cáo rằng việc mà xâm lấn rafah ở biên giới của à, gần biên giới ai cập có thể sẽ phá hủy toàn bộ các cuộc đối thoại và hoa kỳ đang gia tăng việc mà gọi là áp lực cho thái khoan tấn công vào thành phố Rafa. Tuy nhiên thì phía do Thái quyết định Rafah sẽ là cái nơi cuối cùng được xem là sào huyệt của nhóm Hamas sau cuộc chiến kéo dài 7 tháng và các lãnh đạo này cho biết là cuộc tấn công này là cần thiết để loại trừ nhóm dân quân Hồi giáo Hamas, tư lệnh có tên gọi là Nadap Sosani phát ngôn viên của lục quân cho biết 100.000 người được lệnh là sẽ phải rời khỏi khu vực của Rafah à, Rafa để di chuyển qua các cái đường hướng nhân đạo tới những khu vực được xem là có hỗ trợ nhân đạo ở tại Muswasi. Và ông ta cho biết rằng lực lượng quân đội do Thái chuẩn bị cho một cái chiến dịch quân sự và đây là cái cuộc chiến cuối cùng để có thể đánh bật à, Hamas ra khỏi giải Gaza. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái biến động ở tại giải Gaza. Trong tối ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Quốc phòng là Joab Galan đã nói chuyện với lại Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin. Ông nói rằng là do Thái không còn chọn lựa nào khác là phải tấn công vào thành phố Rafah. Trong ngày Chủ nhật, thì phía Hamas đã thực hiện một cuộc bắn rocket khiến cho ít nhất là 4 binh sĩ do Thái đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình tại Trung Đông có thể sẽ bùng nổ cuộc chiến lớn hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì chính quyền của Joe đã không phủ nhận cũng không có à, xác nhận là họ sẽ giữ lại một chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược cho phía của Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của cho đã giữ lại một chiếc tàu chở các cái vũ khí và đạn dược do Hoa Kỳ sản xuất tới Do Thái lần đầu tiên kể từ khi mà Hamas tấn công vào ngày 7 tây tháng 10. Ít nhất là hai giới chức của Do Thái nói với đài với lại đài, tờ báo Axios là các vũ khí này đã bị ngưng lại hồi tuần trước. Sau đó thì à, phía họ nói rằng họ đang tìm kiếm cái à, giải thích từ phía của chính quyền Jordan. Và khi được hỏi về bản báo cáo này, thì phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia nói rằng vẫn tiếp tục ủng hộ cho lực lượng quốc phòng tự vệ của Do Thái. Hoa Kỳ vẫn chi ra hàng tỷ Mỹ Kim cho việc hỗ trợ an ninh của Do Thái kể từ cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10. Và chúng tôi đã thông qua một à, loạt những dư luật khẩn cấp để hỗ trợ cho Do Thái chưa từng có trong cái việc mà liên minh này." giúp cho do thái bảo vệ chống lại cuộc tấn công của iran và sẽ tiếp tục làm điều này nếu cần thiết tuy nhiên chúng tôi vẫn phải chắc chắn rằng là do thái đang có cái quyền tự vệ mà họ đối diện đây là bản statement minh từ phía của phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia đã đưa ra trong khi đó thì ông thủ tướng do thái cam kết rằng sẽ thực hiện chiến dịch quân sự tại rafah thành phố ở phía nam giải Gaza có khoảng 1.5 triệu người Palestine đang trú ẩn tại đây, nơi mà được xem là lực lượng Hamas vẫn còn cái uh, những cái sao huyệt sau cùng của họ. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất và chính quyền của châu bên đang bị áp lực là buộc do Thái phải uh, thực hiện tiến trình ngưng bắn để đổi lại các con tin đang bị bắt giữ bởi nhóm Hamas và không thể tấn công nếu như mà không có những cái dự tính an toàn cho các thường dân ở tại giải Gaza. Đồng thời, ông cho Biden cũng đang đối diện với sự chỉ trích của một số sinh viên trên toàn các các trường đại học ở Hoa Kỳ về việc hỗ trợ cho phía của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu của Trung Đông ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, cả Nhật Bản lẫn phía Ấn Độ đã phản ứng trước lời phát biểu của ông Joe cho rằng họ có chủ nghĩa bài ngoại đã cản trở cái việc phát triển kinh tế của những quốc gia này. <laughs> cả nhật bản lẫn ấn độ trong ngày thứ bảy đã lên tiếng chỉ trích lời phát biểu của ông joe ben nói rằng các quốc gia này đã có chủ nghĩa bài ngoại và khiến cho à, tình, tình hình kinh tế của họ không có thể à, phát triển và phục hồi được và theo trong đó ông ta nói rằng là những người này đã không đón chào những di dân đó là lời phát biểu của ông Joe Biden trong một chiến dịch tranh cử và gây quỷ vào đầu tuần này phía Nhật Bản cho biết lời phát biểu và phán xét của ông Joe Biden không căn cứ trên bất kỳ một cái nào à, hiểu rõ được cái chính sách của họ trong khi phía Ấn Độ lên tiếng và nói rằng đây là lời phát biểu mang tính chất gọi là bôi nhọ đối với Ấn Độ ông joe biden trước đó trong cuộc gây quỹ à, tranh cử của ông ta và ông ta nói rằng các quốc gia gồm có ấn độ và nhật bản đã không có thể phục hồi kinh tế một cách nhanh chóng là do vấn đề họ đã có chính sách không nhận di dân mới và có chính sách bài ngoại và điều này đã dẫn tới tình trạng khó khăn cho họ tuy nhiên thì nhật bản vốn là đồng minh thân cận của hoa kỳ và cả nhật bản lẫn ấn độ là một phần trong cái liên minh đợt khoát gồm có hoa kỳ lãnh đạo với lại úc trong cái à, chiến lược gọi là đối phó kềm chế trung quốc tại á châu và một tuần lễ trước đây thì ông Joe Biden đã từng đón tiếp ông thủ tướng Nhật Bản là Fumio Kishida và trong đó hai nhà lãnh đạo nói rằng sẽ có một cái liên minh không thể đổ vỡ và cam kết rằng đồng ý là sẽ tăng cường các mối quan hệ an ninh đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc trên tuyến đường Indo-Pacific. Trong khi đó thì thủ tướng Ấn Độ là ông Modi đã từng viếng thăm washington vào năm ngoái và đã được đón chào bởi các cái lãnh đạo thương mại và chính trị tại hoa kỳ tòa bà đốc nói rằng lời phát biểu của ông Biden không có ý nghĩa là gây tổn thương cho các đồng minh à, và nó khác với hoa kỳ là một quốc gia của di dân và ông ta không nhắc tới vấn đề là mối quan hệ của ông ta lời phát biểu này có thể sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ với nhật bản đây được xem là một trong những phản ứng mới nhất của cả ấn độ lẫn phía của à, Ấn Độ và phía của Nhật Bản sau khi mà ông Joe Biden đã đưa ra những cái lời phát biểu được xem là có những cái uh, uh, gây nguy hiểm cho tất cả những cái uh, đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay giữa lúc mà Trung Quốc và Iran đang uh, đàn áp các nhà bất đồng chính kiến tại Hoa Kỳ, FBI đã gia tăng sự là lo ngại về tình trạng mà hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ bản tin mới nhất cho biết sau khi có một lãnh đạo sinh viên ở tại quảng trường thiên an môn à, đã có mặt ở tại new york và chiến dịch tình báo và gián điệp của trung quốc đã tìm cách bức hại sinh viên này nó đã dẫn tới tình trạng mà các công tố viên tại new york cho biết đang có sự gia tăng hoạt động của cả trung quốc lẫn iran trong việc bức hại những nhà bất đồng chính kiến và tới cuối cùng họ sử dụng tới bạo động và đây là cái điều cuối cùng của họ một ký giả của Iran và là một nhà hoạt động ly khai ở tại Hoa Kỳ đã chỉ trích về tình trạng nhân quyền của Iran và Tehran đồng thời cũng đã cho người đi ám sát vị ký giả này và âm mưu kia âm mưu đó đã bị à, lật đổ và đã bị à, khám phá bởi FBI và các thành viên của những quốc gia nằm ở Đông Âu đặc biệt là những thành phần băng đảng đang hoạt động ở tại Brooklyn cho biết rằng là đã nhận được cái à, đà, cái là giải thưởng được đưa ra từ phía của Iran nhằm để sát hại một nữ ký giả của Iran. Và tất cả những hoạt động này cho thấy Trung Quốc và Iran đang tăng cường rất nhiều những cái âm mưu tấn công vào các nhà chính trị đối lập và các nhà hoạt động đang sinh sống tại Hoa Kỳ và gần như họ sử dụng tất cả các cái mạng lưới của họ, bao gồm mạng lưới gián điệp, những cảm tình viên và thậm chí là sử dụng tới thành phần băng đảng thuê mướn để mà sát hại hoặc là tìm cách đàn áp hoặc là sách nhiễu đối với là những nhà bất đồng chính kiến. Đây là lời cảnh báo mới nhất của cơ quan FBI đưa ra trong lúc mà phía Trung Quốc đã bác bỏ cho rằng họ không hề có hành động gọi là hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Một viên chức cao cấp của FBI nói với hãng thông tấn AP là Trung Quốc đã sử dụng tất cả những cái kỹ thuật trong đó bao gồm luôn thuê mướn những vệ tinh tư nhân của họ và nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến đặc biệt là trong tới còn một tháng nữa là sẽ tới cái biến cố tưởng niệm về cái cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 tức là ngày 4 tây tháng 6 Hiện nay gần như các quốc gia ngoại quốc và có cái tinh thần gọi là thù địch với Hoa Kỳ đã tăng cường rất nhiều các cái hoạt động gián điệp của họ trên lãnh thổ của Hoa Kỳ và điều này đang đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ theo báo cáo của cơ quan FBI đã đưa ra đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, á châu ngày hôm nay tôi biết rằng là cái âm thanh nó hơi bị khìa chút xíu quý vị đợi tôi một chút nha hy vọng là bây giờ cái âm thanh được rõ hơn ok cảm ơn quý vị đã comment ok và chúng ta sẽ tiếp tục bản tin của chúng ta à, trong cái ngày hôm nay và bản tin kế tiếp đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu thái bình dương lực lượng philippines và hoa kỳ đã có cuộc tập trận để trục xuất những lực lượng ngoại quốc xâm chiếm trên đảo quốc của philippines Bản tin từ ở Lao Ác Philippines cho biết thì lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines đã bắn các hỏa tiễn và các đạn pháo nhắm vào một cái chiếc tàu mà trong đó là một cái kịch bản. Mà kịch bản này là cái kịch bản mà ở phía bắc của Philippines đối diện với eo biển Đài Loan và đối, xin lỗi quý vị đối diện với eo biển Pacitino gần Đài Loan và trong đó gia tăng hợp tác quân sự giữa hai quốc gia có khoảng 200 binh sĩ đã tham gia vào cuộc tập trận ở cái thềm lục địa của cái tỉnh à, thành phố gọi là Lao Ác. Trong đó là với cái kịch bản là họ chống lại cái cuộc xâm lăng trên mặt biển. Cả lực lượng của Philippines và Hoa Kỳ cho biết là họ đã sử dụng ít nhất là 5 cái tàu tốc độ nhanh để ngăn chặn cuộc tấn công này trong một cuộc tập trận có tên gọi là Balikatan, được xem là cuộc tập trận vai sánh vai với 16.000 binh sĩ của Hoa Kỳ và Philippines, vốn đã bắt đầu từ hồi tháng trước và sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 5 cuộc tập trận này dễ diễn ra giữa lúc đang có căng thẳng giữa philippines và trung quốc ở trên khu vực biển đông vào tuần trước thì Philippines cáo buộc rằng phía Trung Quốc đã sử dụng các cái uh, vòi rồng để nhắm vào các chiếc tàu của họ ở cái bãi cạn tranh chấp là Scarborough. Uh, việc này đã gây thiệt, thiệt hại cho một số những tàu của Philippines và gây thương tích cho một số người trên tàu. Trong ngày thứ hai, tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. cho biết là ông sẽ nêu vấn đề này với cộng đồng quốc tế. Cùng một lượt thì uh, một tư lệnh về thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ là tư, tư lệnh có tên là Michael Sederholm, chỉ huy trưởng của cái um, cuộc tập trận à, Balibata à, ba, Balibakan đã nói với các thông tín viên trong ngày thứ hai. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào, tuy nhiên giúp cho Philippines chống trả lại cuộc xâm lăng đổ bộ từ ngoài biển vào các cái thềm lục địa của Philippines. Đây được xem là cuộc tập trận lớn của Philippines đã tổ chức chung với Hoa Kỳ kể từ năm 1992. Hơn 16.000 binh sĩ của hai bên đã có cuộc tập trận chung với lại 250 binh sĩ của cả Pháp lẫn của Úc trong khi các quốc gia khác Nam Hàn Nhật Bản đều đóng vai trò là những quan sát viên trong cuộc tập trận này đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc tập trận của Philippines cùng một lượt trong ngày hôm nay theo báo cáo của hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì Philippines đã bác bỏ một cái mô hình mới thỏa thuận với Trung Quốc sau khi có lời ca à, tuyên bố từ phía Trung Quốc đưa ra Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là ông Gilberto Teodoro nhờ cùng với lại cố vấn an ninh quốc gia là Eduardo Ano đã đưa ra một bản statement riêng biệt trong đó đã chỉ trích là hành động vô lý và gần như là một cái hành động gọi là xảo quyệt và hành động có tính chất là khiêu khích bởi lời phát ngôn của phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở tại Manila trong ngày thứ Bảy cho rằng, rằng là các chỉ huy phía Tây của lực lượng quân sự Philippines, trong đó bao gồm luôn khu vực của Biển Đông, đã đồng ý một cái mô hình mới để quản lý tình trạng ở bãi cạn Second Thomas Show và căng thẳng giữa hai quốc gia trong thời gian gần đây đã tăng lên rất nhiều và trong đó thì uh, chi tiết của mô hình này đã không được công bố tuy nhiên tòa đại sứ trung quốc nói rằng bộ chỉ huy miền tây đã xác nhận rằng sẽ có một cái uh, điều quan trọng với lại phía lực lượng chỉ huy của philippines bao gồm luôn cả bộ trưởng quốc phòng và kể cả cố vấn an ninh quốc gia và ông tedo oro đã lên tiếng và nói rằng ông không hề có một cái uh, uh, cuộc tiếp xúc nào và nghiêm cấm tất cả các nhân viên của ông tiếp xúc với tòa đại sứ Trung Quốc sau khi mà ông đã có cuộc gặp gỡ với đại sứ Trung Quốc là Hoan Lan vào tháng 7 năm ngoái và chưa bao giờ có một cuộc tiếp xúc nào. Trong khi đó thì phía tòa đại sứ Trung Quốc vẫn đưa ra tin cho rằng là họ đã đạt được một thỏa thuận về một mô hình mới với lại phía của Philippines trong việc giải quyết phần tranh chấp trên bãi cạn Scarborough và bãi cạn Second Thomas Show. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines ngày hôm nay. Và cùng một lượt thì tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. cho biết là ông sẽ không sử dụng vòi đồng để phản ứng lại đối với cái cuộc gọi là hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. trong ngày thứ hai nói rằng Philippines sẽ không dụng không sử dụng các vòi rồng hoặc các vũ khí tấn công nào tại Biển Đông trong lúc mà ông nói rằng có sự thay đổi về cái cách tiếp cận của Philippines trong cuộc tranh chấp trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ không đi theo cái lực lượng hải giám của Trung Quốc và các tàu Trung Quốc ở trên cái lộ trình này. Ông đã nói với các thông tin viên sau khi mà lực lượng hải quân và lực lượng tuần duyên của philippines cho biết họ sẽ thay đổi cách tiếp cận và trong đó có thể sẽ gây gắt hơn và cứng trắng hơn Phía tòa đại sứ Trung Quốc đã không lên tiếng cho biết về cái à, lời phát biểu này. Philippines và Trung Quốc đã có cuộc đối đầu gay gắt trong thời gian vừa qua. Tuần trước thì Manila đã phản đối phía Trung Quốc sử dụng vòi đồng nhắm vào một chiếc tàu của Philippines, gây thương tích cho các binh, các người ở trên tàu và khiến cho chiếc tàu này bị hư hại khi họ sử dụng hai tàu hải giám xịt vòi đồng vào tàu của Philippines và Philippines cho biết họ có thể sẽ thay đổi cái cách tiếp cận đối với lại khu vực ở vùng đất tranh chấp này và đặc biệt là đối với lại cái trạm đóng quân của Philippines ở trên bãi cạn Second Thomas Show nơi mà có một chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ đã bị đắm từ thời đại nhị thế chiến và Manila đã cho kéo vào cái bãi cạn này từ năm 1999 và Philippines thật sự rất là mong muốn giảm đi căng thẳng ở trên biển đông và cần phải chấm dứt tình trạng gửi các tàu chiến và chấm dứt gửi tất cả những cái nguồn cung cấp cho những cái cuộc trú đóng bất hợp pháp đó là lời phát biểu của phát công viên bộ ngoại giao trung quốc đã đưa ra trong cuộc họp báo ngày thứ hai trong khi đó thì phía của Philippines cho biết họ sẽ thay đổi cách ứng phó và trung quốc thì cho rằng khu vực biển đông là cái lãnh hải của họ nơi có khoảng 3.000 tỷ cái giao dịch về thương mại di chuyển qua khu vực này. Đây cũng là nơi tranh chấp của Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Và trong một phán quyết năm 2016, thì Trung Quốc đã bị thất bại trong việc họ không có cái quyền pháp lý trên bãi cạn Scarborough. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, nga có thể sẽ tham gia cùng với Trung Quốc trong cuộc chiến tại Đài Loan đó là bản báo cáo mới nhất của cơ quan tình báo Hoa Kỳ lãnh đạo cơ quan tình báo và cộng đồng tình báo Hoa Kỳ trong ngày thứ năm à, trong ngày thứ năm hai tây tháng năm vừa qua lên tiếng và cho rằng nga có thể sẽ phối hợp quân sự với Trung Quốc trong một cái mặt trận thứ hai nếu tấn công đảo quốc Đài Loan trong lời phát biểu trên cái quỹ ban quân sự của Thượng viện à, và Thượng nghị sĩ Mike Brown đã hỏi Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia là April Harness về tình trạng mà gia tăng cái hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh và Moscow có thể tấn công vào các Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ và khi có tất cả những hành động thù địch được xem là khiêu khích thì bà Hanet đã trả lời rằng chúng tôi nhìn thấy được Nga và Trung Quốc lần đầu tiên họ đã có những cuộc tập trận và có những cái quan hệ chung trong vấn đề của Đài Loan và thừa nhận Đài Loan là phần lãnh thổ của Trung Quốc và điều này Nga đang muốn làm việc với Trung Quốc và chúng tôi thấy rõ ràng không có lý do nào mà họ không hợp tác và ông raul đã hỏi với lại uh, giám đốc của cơ quan uh, xin lỗi quý vị là giám đốc cơ quan tình báo của bộ quốc phòng là tư lệnh jeffrey cruz về tình trạng chuẩn bị của ngũ giác đài khi mà đối phó với tiềm năng mà trung quốc và nga cùng tham gia cái hành động quân sự và nhắm vào đảo quốc đài loan ông cruz cho biết trong vòng 2 năm qua thì ngũ giác đài đã có những cái uh, phân tích rất cẩn thận và ông nói rằng kể cả việc mà nếu như nga và trung quốc có uh, uh, sự hợp tác thì họ cũng sẽ hợp tác một cách riêng biệt và điều này tôi khẳng định rằng là có thể có khả năng xảy ra là nga sẽ can dự vào uh, và vấn đề quân sự với trung quốc nếu như mà trung quốc quyết định tấn công đảo quốc đài loan và trong đó ông nhấn mạnh lại cái việc mà gọi là partnership tức là một làm làm đối tác không giới hạn giữa nga và của phía của trung quốc và ông cruz cho biết rằng là ngũ giác đài đã thực thi rất nhiều những cái uh, dự tính cần thiết bao gồm những kịch bản khác nhau và trong đó bao gồm luôn việc cả sự phối hợp của nga Trung Quốc và kể cả sự đe dọa từ Bắc Hàn. Và chúng tôi có đầy đủ tất cả những kịch bản này. Trong khi đó thì bà Annette cho biết là sẽ không loại trừ việc mà Nga sẽ chính thức can dự vào cái cuộc chiến ở trên eo biển Đài Loan chung với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Úc cáo buộc Trung Quốc đã có thái độ thiếu an toàn khi mà cái chiến đấu cơ của họ đã tìm cách rọi đèn vào một chiếc trực thăng của Úc ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Úc đã đưa ra lời phản đối với Bắc Kinh sau khi một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tiếp cận một cách rất nguy hiểm với một trực thăng của hải quân của Úc và chiếu đèn vào chia cái, chiếc trực thăng này theo tường trình của các giới chức đưa ra vào ngày thứ hai. Tài này cái biến cố này xảy ra vào ngày thứ bảy ở cái khu vực được xem là à, khu vực à, nằm ở cái à, biển Kim Hải tức là khu vực được xem là giám sát các cái hoạt động của Bắc Hàn về tình trạng tránh lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc trong đó thì chiếc trực thăng của à, Úc đã cất cánh từ chiếc khu trục cảm có tên gọi là HMS Hobart à, và nơi đây đang có cái à, liên minh của các quốc gia tây phương để giám sát cái hoạt động gọi là vi phạm lệnh cấm vận của à, Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn và chiếc chiến đấu cơ gọi là Chengdu J10 đã có hành động xem là à, bà rọi tia đè lửa vào trong cái à, hướng đi của cái chiếc à, trực thăng của Úc chiếc này có tên gọi là Seahawk và nó cách nhau khoảng 300 mét, theo tường trình cho biết và chiếc gây nguy hiểm cho cái chiếc trực thăng của phía Úc theo tường trình của Bộ trưởng Quốc phòng Úc là ông Richard Marles đã cho biết như trên và biến cố này cho thấy rõ rõ ràng là hành động thiếu an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Ông Marles đã nói với lại đài truyền hình như trên, chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng cái khả năng kiềm chế và không thể để cho ai khiêu khích trong lúc mà chúng tôi giám sát tất cả những cái lệnh cấm vận của Liên quốc nhắm vào Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất đầy hung hăng của Cộng sản Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc Á nơi mà Canada, Úc, Hoa Kỳ và một số quốc gia đồng minh đang có những cái hoạt động hàng hải trên đây về quân sự nhằm giám sát bắc hàng không có vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc và không có ai đã bị thương trong cái biến cố này theo tường trình của Bộ Quốc phòng Úc đưa ra. Tuy nhiên, vẫn cáo buộc rằng Trung Quốc đã gây nguy hiểm và có thái độ thiếu chuyên nghiệp ở trong cái việc gọi là đối đầu với các lực lượng của quốc tế trên vùng biển Kim Hải. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận trước khi đức bước qua đọc comment và thảo luận thì chuyển cái góc khác thì có lẽ là lúc set up cái âm thanh nó hơi bị rè nhưng bây giờ thì quý vị đã nói ok rồi cáo lỗi cùng khán thính giả trong cái khúc đầu nó hơi bị rè một chút xíu quý vị chịu khó một chút đó là cái cáo lỗi của phòng và cái thứ hai là 17 18 19 và 20 tháng này, tức là chúng ta còn khoảng gần 2 tuần nữa thì sẽ có một cái đại nhạc hội của công ty Teletron khánh thành một cái chi nhánh mới của công ty Teletron ngay tại quận Cam và đây là cái chi nhánh thứ 17. Quý vị có thể tới tham dự với rất nhiều những cái chương trình on sale, tặng quà của công ty Teletron trong 4 ngày 17 18 19 và 20 quý vị nào mà ở khu vực à, Quận Cam hoặc lân cận Quận Cam, Los Angeles, Riverside, San Diego có thể về dự cái buổi khai mạc này, cái buổi khai trương của công ty Teletron à, trong 4 ngày thứ bảy, à, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, tức là ngày 17 cho tới ngày 20 tây. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1-877-892-6999 1 chín 892 6999 Để biết thêm chi tiết Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều Và ngày 17 Tây Thì Phong sẽ có mặt trong cái buổi khai trương đầu tiên Bởi vì sau đó thì Phong sẽ phải về Houston Cho nên chỉ có mặt ngày 17 Tây Là ngày thứ 6 mà thôi Hy vọng rằng những khán giả ở quận Cam Ở các vùng lân cận có thể về gặp gỡ Trong ngày thứ 6 17 Tây Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều Đó là cái thông báo của Phong Và quý vị ngày mai thì, thì à, Dân biểu tiểu bang tạ đức trí sẽ có cuộc gặp gỡ với lại hội đồng giám sát của quận Los Angeles để mà nói về cái tình trạng chọn ngày 30 tháng 4 làm ngày Chen Fonda Day, yêu cầu họ rút lại cái uh, lễ lễ vinh danh này hoặc là dời qua một ngày khác thì uh, cho tôi đã đưa lên trên cái uh, màn hình trước uh, ngày hôm qua ngày hôm kia về cái trang uh, petition của luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng như là địa chỉ của các cái uh, nơi cần thiết để quý vị có thể liên lạc. Hy vọng rằng quý vị sẽ giúp cho cộng đồng chúng ta hủy bỏ cái buổi lễ vinh danh này hoặc ít nhất họ chọn ngày khác đừng chọn ngày 30 tháng 4 đó là cái à, thông báo của phòng cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều và bây giờ như thường lệ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment nha à, lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị chiến tranh mà viện trợ vũ khí mà không có cho vũ khí viện trợ đánh vào nước họ cứ phòng thủ thì thật khó hiểu đó là cái cách tránh đối đầu bởi vì Nga xem nếu như mà cho phép sử dụng vũ khí của NATO để mà Ukraine tấn công vào lãnh thổ nước Nga. Thì có nghĩa là Nga, NATO và Nga có cuộc đối đầu trực tiếp. Đó là lời cảnh báo của Nga. Do đó NATO họ né. Nhưng bây giờ thì David Cameron đã đồng ý là vũ khí của anh có thể được sử dụng trong vấn đề này. Có điều là phản ứng của Nga mới là quan trọng. Nga sẽ phản ứng như thế nào khi mà Ukraine sử dụng tất cả những cái vũ khí được tài trợ bởi khối Tây Phương tấn công vào lãnh thổ của nước Nga nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Nếu Nga và China can dự vào xâm chiếm Đài Loan, à, Nga sẽ không tham gia cuộc chiến trực tiếp. Lý do Nga đang suy yếu cho cuộc chiến Ukraine trên phương diện vũ khí. Chưa biết được, bởi vì Nga đang gây tầm ảnh hưởng của họ không những là ở Âu Châu mà thậm chí cả Á Châu. Và thời gian vừa qua thì đã có sự gắn chặt giữa Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó, Nga cũng đã có hợp tác về quốc phòng với lại phía của Bắc Hàn. Do đó thì quý vị, chúng ta chưa đánh giá được, chưa đánh giá được là sự suy yếu của Nga như thế nào tôi trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay ở cái hưu tên nhật ký phần 1 đó thì tôi có nói rõ lực lượng nga thì tôi không biết họ có suy yếu hay không nhưng cái nhược điểm của chính quyền của putin là e ngại là nato tấn công trực tiếp vào nước nga thì lúc đó sẽ lật đổ chính quyền của ông ta bởi vì chính quyền của ông ta đang đè người dân xuống và những thành phần khác biệt xuống bằng bạo lực và đe dọa cho nên những có những nhân vật ở trong bộ quốc phòng hay là người dân nga Họ không đồng ý cuộc chiến của Nga tại Ukraine, nhưng họ không dám lên tiếng. Họ im lặng. Họ im lặng là bởi vì họ không muốn bị làm phiền hay là họ sẽ bị bắt bớ bởi phía của chính quyền tiền Tuy nhiên thì cái đây là cái nhược điểm của tiền là cái lửa âm thầm trong nội bộ của Nga. Và nếu như mà NATO quyết định tấn công thẳng vào Moscow thì tôi nghĩ rằng cái lửa này sẽ bùng phát. Đây là cái yếu điểm của tiền Còn lực lượng quân sự của Nga thì tôi không biết là quý vị nói yếu hay không yếu. Nhưng mà trong hai năm qua vẫn có một bức tranh rất mơ hồ. Lý do tôi nói tại sao bức tranh mơ hồ là Nga đã, nếu mà nói là Nga là lực lượng quân sự mạnh hàng thứ hai trên thế giới thì sẽ kết thúc cuộc chiến này rất nhanh. Và họ sẽ xâm chiếm toàn bộ Ukraine. Nhưng họ không làm được. Thì mình thấy sự suy yếu của họ. Nhưng bù lại, chúng ta chưa thấy cái lực lượng vũ, vũ khí thật sự của Nga. Đa số bây giờ vũ khí Nga sử dụng là lấy từ ở Iran và Bắc Hàn. Vậy thì vũ khí thật sự của Nga ngoại từ nguyên tử ra, những vũ khí khác như thế nào? Chúng ta chưa có bức tranh rõ ràng. Do đó, tôi không đánh giá được cái lực lượng quân sự của Nga yếu hay mạnh. Có điều, cái chính quyền của Putin thì đã có cái sự suy yếu chứ không phải không có. Nhưng mà sự suy yếu này đã được bảo vệ chắc chắn bởi các hành động quân sự bên ngoài. Vấn đề ở chỗ là NATO sẽ đi tới quyết định như thế nào? Chỉ đưa quân vào Ukraine hay sẽ trực tiếp tấn công thẳng vào nước Nga, thì quý vị đó là hai cái điều khác biệt tấn công trực tiếp thẳng vào nước Nga thì giải quyết được bài toán này. Nhưng mà liệu cái khả năng vũ khí của Nga và cái vòng đai bảo vệ của Putin nó cỡ nào, nó cỡ nào để duy trì Putin tiếp tục cai trị hay cuộc tấn công này sẽ làm cho Putin sập đổ, sụp đổ toàn bộ chế độ của ông ta, nha. Rồi tiếp tục vào wow. Nếu anh mà đưa vũ khí cho Ukraine Putin có thể chống lại cuộc chiến lý do Nga mở rộng cuộc đối đầu với 31 thành viên NATO, nhưng NATO có phát động cuộc dàn quân nào không? Thật sự quý vị, tôi cho rằng là đưa quân vào Ukraine chỉ khiêu khích Nga tấn công các quốc gia thành viên của NATO, trong đó hai ba quốc gia nhỏ nằm ở phía Baltic, tức là Estonia, Latvia và Lithuania. Đây là ba quốc gia có đường biên giới với Belarus và với Nga. Thì nếu như mà lực lượng NATO mà có mặt tại Ukraine, tôi nghĩ rằng Putin sẽ tấn công ba quốc gia thành viên này. Chứ không phải là tấn công NATO ngay trên lãnh thổ của Ukraine đâu. Do đó, theo tôi nghĩ rằng là cái này là Putin đang đe dọa thôi. Trong cái bài hữu tinh nhật ký phần 1 của tôi là Putin sử dụng nguyên tử đe dọa gây sợ hãi cho dân Âu Châu. Nhiều hơn. Đây là cuộc tập trận có vũ khí nguyên tử nha quý vị. Nó gọi là Tactical uh, nuclear, nuclear Weapon. Tức là những cái chiến thuật về vũ khí nguyên tử. Thì bây giờ tôi chưa biết. Nhưng mà đây là thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng của Nga đưa ra. Có nghĩa là Nga đã bắt đầu có những cái <laughs> phản ứng mạnh hơn. Nga bắt đầu có những phản ứng mạnh hơn. Và tôi cho rằng là NATO sẽ sai lầm nếu đưa quân vào Ukraine. Nếu phải tấn công thì phải tấn công trực tiếp vào nước nga đừng đưa quân vào ukraine cái đó là cái mà tôi nhận định thôi còn phía nato quyết định thế nào là tùy thuộc đến họ nha yeah. rồi tiếp tục à lướt qua một số những cái đọc rồi nha iran là chế độ độc tài không thích những ai có ý kiến khác thì trung quốc cũng vậy trung quốc và iran quá hợp nhau trung quốc nên học iran làm sao à, hay sao bị mỹ cấm vận thật sự quý vị trong thời gian gần đây mua bầu cử thì họ tăng cường rất nhiều và họ không muốn tại vì những lời chỉ trích này tác động tới Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra những chính sách cứng rắn đối với cả Nga với lại Trung Quốc lẫn Iran. Do đó, họ tìm đủ mọi cách đàn áp, thậm chí là Iran thì bỏ tiền thuê mướn người ám sát những ký giả và kể cả nhà lãnh đạo lưu vong là hoàng tộc của Iran. Ngược lại Trung Quốc thì tăng cường rất nhiều cái vệ tinh của họ, tức là những tên cộng sản nằm vùng những tên có cảm tình với Cộng sản hay là những tên thương gia đang có mối làm ăn tại Trung Quốc đã sử dụng thành phần băng đảng, thành phần uh, du côn du đảng để mà uy hiếp, đe dọa tới những nhà bất đồng chính kiến, đặc biệt là khu vực ở New York. Và những tên này còn chi tiền cho cảnh sát New York để giúp họ nữa. Đã có hai cảnh sát New York bị bắt giữ truy tố tội giúp cho những thành phần tình báo của Trung Quốc bức hại và đe dọa tới uh, những nhà bất đồng chính kiến thì cái tình trạng này FBI cảnh báo nó đang tăng lên nhất là trong mùa bầu cử nha các nước Âu Châu có cách gì khi nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tôi nói cách thì có nhưng mà cái sự đe dọa này nó gây khủng hoảng cho các người dân sinh sống tại Âu Châu tác động chính trị với những những nhà chính trị thì đám Âu Châu đa số là khuynh tả do đó họ sẵn sàng đi tới cái tình trạng gọi là phản ứng bằng cách thỏa hiệp chứ họ không dám dứt khoát. Họ không dám dứt khoát đâu. Họ sẽ thỏa, thỏa phản ứng bằng cách thỏa hiệp tương tự như năm 2014 ở Crimea, cuối cùng họ ký cái thỏa ước Minsk năm 2015. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là NATO thiếu một người lãnh đạo và hệ thống lãnh đạo cứng rắn đủ khả năng để trấn áp Nga nhà. Rồi cảm ơn a Trần Châu Family đóng góp 10 mỹ kim. Cảm ơn anh Phong dành thời gian phân tích đưa tin mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, à, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À. Nếu như anh áp lực mạnh mẽ với NATO buộc NATO đối đầu trực tiếp với chính quyền của Putin, nếu không thì anh sẽ rời khỏi liên minh NATO. Lúc đó thì Hoa Kỳ đồng minh sẽ phản ứng lên như thế nào? Tôi nghĩ rằng anh thì rất là cứng rắn nhưng mà khổ một cái NATO phải có đầy đủ tất cả 32 thành viên đồng ý thì à, nếu như quyết định tấn công vào lãnh thổ nga thì tôi nghĩ rằng hai quốc gia lên ba quốc gia lên tiếng phản đối đầu tiên là thổ nhĩ kỳ Hungary và Áo Hungary và à, Áo thì đang lệ thuộc cái nguồn năng lượng từ phía nga 85% còn thổ nhĩ kỳ mặc dù nằm trong liên minh NATO nhưng vẫn có quan hệ tốt với nga họ có thể phản đối nhưng đây là biện pháp duy nhất lật đổ chế độ Putin. Chỉ có lật đổ chế độ của Putin thì mới chấm dứt được sự đe dọa từ Nga mà thôi. Do đó nếu mà đám NATO vẫn chạy vòng vòng và bây giờ uh, uh, gọi là đưa quân vào Ukraine đó quý vị thì cuối cùng bãi chiến trường vẫn nằm ở Ukraine. Bãi chiến trường vẫn nằm ở Ukraine và Nga chưa chắc suy chuyển đâu. Nga chưa chắc suy chuyển quyền lực của họ đâu. Trừ phi tấn công trực tiếp vào Moscow và Storm Nếu tấn công trực tiếp vào đây, đương nhiên Nga sẽ có những cái phản ứng mạnh, thậm chí dùng nguyên tử. Nhưng mà đó là lúc mà chế độ Putin sụp đổ. Vấn đề ở chỗ là đám NATO có dám quyết định một cách dứt khoát như vậy hay không? Chứ mà bây giờ mà đưa quân vào Ukraine, tôi nói là chút lấy thất bại nữa. Và cuối cùng đi tới một cái thỏa hiệp giống như năm 2015. Cái thỏa hiệp đó, Ukraine sẽ mất ít nhất là 4 phần lãnh thổ cộng thêm Crimea để có một cái hiệp ước hòa bình. Trong khi đó tôi nói với quý vị là cái cách hay nhất mà bây giờ NATO nên làm là điều mà tấn công thẳng vào nước Nga. Đừng có đưa quân vào Ukraine chi, không có lợi nha. Rồi tiếp tục. À... Em nghĩ khối NATO đợi Nga suy yếu rồi mới cho Ukraine gia nhập vào NATO. Vấn đề ở chỗ là Ukraine bây giờ có gia nhập vào NATO cũng chả thay đổi gì cục diện cả. Còn đợi cho Nga yếu chừng nào. Lệnh cấm vận 14 cái lệnh cấm vận đưa ra có làm suy chuyển nền kinh tế của Nga hơn 2 năm qua không? Còn vấn đề vũ khí của Nga giờ phút này tôi vẫn nói là mơ hồ. Nga đang sử dụng vũ khí của Bắc Hàn và của Iran trong cuộc chiến tại Ukraine. Vậy thì vũ khí thật sự của họ ở đâu? Không có hay là họ giấu? Mình chưa biết. Mình chưa biết. Cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa thấy Nga sử dụng cái thực lực mà vốn có của họ thật sự có hay không. Thì tôi chưa biết nhưng mà về quân sự thì tôi nói rằng là không làm ảnh hưởng tới Nga. Lệnh cấm vận cũng không ảnh hưởng tới họ. Lệnh cấm vận không, không ảnh hưởng tới họ. Do đó cái quyết định của NATO cần phải cứng rắn hơn nữa nha. Nếu Nga Trung Quốc tấn công Đài Loan, Mỹ có tham gia cùng đồng minh trả đũa không anh không? Thứ nhất là cái này là cái tiên đoán của phía bà, bà người đứng đầu cơ quan tình báo là nó là có khả năng xảy ra. Thứ hai, không cần tới có hiện diện của Nga đâu. Chỉ cần Trung Quốc đụng tới Đài Loan là là Hoa Kỳ đã ra quân rồi. Đừng nói tới Nga nữa. Và nếu mà Nga mà có dính vô nữa thì coi như là toàn bộ 32 quốc gia trong liên minh NATO cũng sẽ đập luôn. Cuộc chiến của Đài Loan sẽ bùng nổ lớn. Nếu Nga tham dự vào nếu Nga tham dự vào cuộc chiến ở Á Châu. Tôi không nghĩ là Nga Nga có thể đóng vai trò gián tiếp thôi, không trực tiếp. Nga có thể đóng vai trò gián tiếp thôi chứ không trực tiếp nha. Rồi tiếp tục. Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân Mỹ có vào cuộc đối đầu không chú? Thứ nhất là tôi đã nói quý vị không những Mỹ, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan. Pakistan thì tôi chưa biết nhưng Pháp, Anh, Ấn Độ, Hoa Kỳ là những quốc gia có vũ khí nguyên tử đều sẽ dập vào nước Nga. Đều sẽ dập vũ khí nguyên tử vào nước Nga hết. Tức là Nga có thể bắn được một hai trái nhưng mà cả nước Nga sẽ tràn ngập và coi như là diệt vong luôn đó. Nếu Nga sử dụng vũ khí, vũ khí nguyên tử, bây giờ họ dùng vũ khí nguyên tử như một cái răng đe thôi. Còn dùng thật sự hay không tôi không biết. Họ dùng một cái là coi như tôi biết chắc chắn nước Nga sẽ bị diệt vong trước nha nato cần đánh thẳng vào nga lật đổ cho đầu độc tài putin điều này mới là thật sự sức mạnh của nato và bảo vệ an ninh của âu châu thì tôi đã nói ngay từ đầu tôi đã nói ngay từ đầu rồi nếu đưa quân vào ukraine là phải đưa trước khi nga xâm lăng còn bây giờ cuộc chiến bùng nổ hai năm mấy rồi đưa quân vào không có lợi, mà chính ra phải tấn công thẳng vào nước nga thì mới dập tắt được và thứ nhất là dập tắt được cái tham vọng của putin thứ hai là thay đổi cái vận mạng của nước Nga qua một chiều hướng khác, chấm dứt sự đe dọa. Còn nếu không quý vị, cái điều này thì Putin ngày nào còn ngồi đó thì cái sự đe dọa vẫn còn hiện hữu. Do đó tôi nói với quý vị là NATO đi cái bước này là tôi thấy rõ ràng là gì quý vị? Vừa 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 làm vừa vừa rung không dám đi một cách dứt khoát nha. Chỉ phản đối cấm vận thì cả thế kỷ này Trung Quốc, Nga cũng như Iran, Bắc Hàn phớt lờ không có biện pháp cứng rắn về quân sự đối với những nước này một lần cho dứt điểm. Thì tôi đã nói chứng minh cho quý vị thấy lệnh cấm vận không những là với Nga. Suốt mấy chục năm nay Cuba có chết không? Bắc Hàn có chết không? Lệnh cấm vận phong tỏa suốt mấy chục năm nay Bắc Hàn và Nga, Bắc Hàn và Cuba có chết không? Rồi á, 14 lệnh cấm vận đánh vào kinh tế của nga, kết quả như thế nào? Kết quả mức tăng trưởng của nga lại tăng. Đó là đó là nhận định của IMF. Á. Tức là mức tăng trưởng kinh tế của nga lại tăng. Bởi vì, quý vị lệnh cấm vận đánh vào kinh tế nếu là một quốc gia bình thường thì bị. Á. Nhưng mà nga nền kinh tế chủ lực của họ là năng lượng, không ảnh hưởng. Thì quý vị thấy bắt hàng mấy chục năm rồi. Q3 mấy chục năm rồi đó Có sập được chế độ không? Không có Không có sập chế độ Do đó ba cái cấm vận đối với Nga không có cần không có tác động nhiều. Cái chính cái chính là thái độ trấn áp. Đủ khả năng trấn áp thì Nga sợ, không đủ khả năng trấn áp thì Nga lấn lướt vậy thôi nha. Rồi tiếp tục à nhiều vũ khí hiện đại của Nga bị ra đánh bại Trung Cộng lo ngại không anh vì đa số họ mua từ Nga Có một số của Nga nhưng mà có một số kỹ thuật là của Trung Quốc Ví dụ những chiến đấu cơ SU-30 là của mua của Nga Nhưng ngược lại thì Nga sử dụng những cái hỏa tiễn Trong đó là dùng một số component tức là những cái bộ phận từ Trung Quốc Họ qua lại như vậy mình làm sao biết được Vấn đề ở chỗ là vũ khí hiện đại mà bị đánh bại là chưa chắc. Tại vì Ukraine đang phòng thủ. Ukraine đang phòng thủ, nếu mà nó đánh bại á thì Ukraine phải lấy lại được ít nhất 4 vùng lãnh thổ chứ. Bây giờ Ukraine đang phòng thủ ở Kiev, ở đâu ra mà nói là đánh bại? Đang phòng thủ ở Kiev đang chờ những cái dạng Patriot của Hoa Kỳ hỗ trợ cho họ đây. Thì lấy cái gì đánh bại đây? Cái tin tức đánh bại này gần như là cái tin tức uh, giả. Bây giờ trên thực tế nè là Nga đã xác nhập bốn vùng lãnh thổ. Vậy thì ai bại? Ukraine bại hay Nga bại? Do đó, mình dựa trên thực tế đừng có nghe mà, nó tấn công vài vụ vài cứ điểm quân sự chiếm được một vài cứ điểm quân sự thì nó là Nga bị đánh bại. Không có. Cái đó chỉ là mang tính chất gọi là uh, cổ võ và tuyên truyền thôi. Trên thực tế, chừng nào đẩy toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine thì lúc đó mới gọi là thành công. Còn bây giờ bốn vùng lãnh thổ bị sát nhập mẹ nó rồi. Thành công chỗ nào? Đánh bại chỗ nào? Ok. <laughs> Đánh nhau mà cứ phòng thủ không tấn công thì ngược lại có có khác nào kêu người ta đốt nhà mình. Vấn đề ở chỗ họ đâu có kêu Ukraine phòng thủ. Nhưng mà họ cấp vũ khí chỉ cho vấn đề phòng thủ thôi. Ukraine muốn tấn công thì Ukraine phải sử dụng vũ khí do mình chế tạo. Ukraine phải sử dụng vũ khí do mình chế tạo. Còn cái vấn đề phòng thủ là họ chỉ hỗ trợ cho phòng thủ. Họ nói rất rõ ràng mà. Tôi hỗ trợ vũ khí cho anh phòng thủ thôi. Bảo vệ cho, cho anh thôi. Chứ tôi đâu có hỗ trợ vũ khí cho anh tấn công vào nước Nga. Thì quý vị, đây chính là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là cái bế tắc của NATO và cái quan điểm của NATO. Đó. Không đủ cái cương lĩnh để trấn áp lúc nào cũng nêu cái quy tắc là phòng thủ, phòng thủ. trong khi đó cái vị những quốc gia đe dọa này họ đâu có khe, họ đâu có khe quy tắc của chiến tranh, họ đâu có khe những quy tắc khác đâu. do đó tôi nghĩ rằng là trật tự thế giới phải viết lại một lần nữa là như vậy, phải rõ ràng hơn, ngôn ngữ phải phải đầy đủ hơn và minh bạch hơn. còn ba cái ngôn ngữ mà chung chung kiểu này nó vẫn tạo bất ổn suốt mấy chục năm rồi, nha. Yeah. Rồi, lướt qua cảm ơn Nga Tuấn Phạm đóng góp 3 Mỹ Kim. Cảm ơn. Ok. À. Hay chiến thuật của NATO cho Nga tấn công trước. Nga sẽ không Nga sẽ tấn công nếu như NATO có mặt ở tại Ukraine. Thì Nga sẽ tấn công ba ba quốc gia vùng Baltic. Thì lúc đó coi như cuộc chiến sẽ bùng nổ đề tam thế chiến đó. Là Âu châu phải bắt buộc phải can dự rồi liên hiệp cái NATO bắt buộc phải căn dự rồi bởi vì cam kết của họ trong cái article số 5 mà cái article số 5 là buộc là một quốc gia bị tấn công các quốc gia còn lại phải bảo vệ vấn đề họ sẽ giúp cho ba quốc gia vùng Baltic bảo vệ hay họ sẽ tấn công trực tiếp vào nước Nga đó là một chương khác nữa tương tự như Ukraine tôi chỉ giúp bảo vệ cho những quốc gia thành viên bị tấn công thôi chứ tôi không tấn công kẻ thù của quốc gia thành viên hai cái khác nhau thì cuối cùng quý vị họ vẫn chọn cái thái độ phòng thủ. Trong khi đó, Latvia, Lithuania và Estonia họ có chế tạo được vũ khí không? Hay toàn bộ vũ khí của họ là của NATO? Thì cũng giống như tình trạng của Ukraine. Có khác gì đâu. Cùng lắm là có thêm lực lượng quân sự của NATO ở ở trên lãnh thổ của những quốc gia này. Nhưng mà cuối cùng không có ảnh hưởng tới nước Nga. Tại vì Nga không bị chiến tranh. Chiến tranh không xảy ra trên lãnh thổ của Nga mà xảy ra trên lãnh thổ của những quốc gia láng giềng của đường biên giới với Nga. Thì quý vị, nghĩ vào đề này, chúng ta sẽ thấy rõ là NATO cần thay đổi nha. Yeah. Rồi, à, Nếu NATO đánh vào Moscow có bị mang tiếng là đánh chiếm Nga không? Thì cũng giống như là năm 1999 Liên minh NATO đã dội bom vào Belgrade ở Serbia 78 ngày. Họ dội bom vào đó 78 ngày đánh sập luôn chế độ của Yugoslavia đó, Liên bang Nam Tư đó. Thì bây giờ tương tự như vậy thôi, đánh thẳng vào nước Nga. Mà lúc đó cái vị Milosevic có bom nguyên tử không? Có vũ khí nguyên tử không? Yes. Có. Nhưng mà Milosevic có dám dùng không? cuối cùng thì đầu hàng đó và bị đưa ra tòa án qua quốc tế hình sự quốc tế đó bị kết án chung thân rồi chết trong nhà tù đó và cái liên bang nam tư tức là yugoslavia biến mất khỏi bản đồ thế giới biến mất khỏi bản đồ thế giới vấn đề ở chỗ là lúc đó các vị thấy là lúc đó là yugoslavia đe dọa tới an ninh quốc phòng của âu châu đó. thời điểm đó những người lãnh đạo của nato còn đủ cứng rắn còn đủ cái bản lãnh còn cái đám lãnh đạo bây giờ là cái đám chết nhát cái vị thấy hai hình ảnh nó khác nhau hình ảnh của NATO năm 1999 và hình ảnh của NATO năm 2024 hai hình ảnh khác nhau hoàn toàn nha yeah. rồi cứ thế này Âu Châu chạy vòng vòng rồi thỏa hiệp Ukraine lại mất đất chứ không hiện tại không có gì thay đổi chính xác luôn tôi nói với quý vị Đám lãnh đạo NATO bây giờ là một đám sôi thịt chính trị. Tôi nói là một đám sôi thịt chính trị. Nó không có đủ cái khả năng để mà dứt khoát một lần nha. Nếu Mỹ đưa quân vào Nga thì có thể còn NATO thì không bao giờ, Hungary thổ như Kỳ, Đức, Pháp à, à Macron nói cho hay thôi vì ông ta có nhiều người phản đối. Nhưng mà quý vị, khi mà NATO quyết định như vậy thì tình hình khác đó. Bây giờ họ muốn cái gì? Quý vị thấy sự ích kỷ của Âu Châu đi. Họ muốn năng lượng rẻ. Thì giật sập chế độ Putin. Thì vẫn nhập cản năng lượng từ Nga mà không bị gì hết. Vẫn giá rẻ mà. Chỉ là một chế độ khác thôi. Không phải chế độ của Putin thôi. Đúng chưa? Thì họ vẫn nhập cản năng lượng từ phía Nga được mà. Và không bị trở ngại, không bị đe dọa. Đúng không? Nhưng mà cái đám này chỉ muốn mua hòa bình ngắn hạn thôi. Họ không muốn mua cái hòa bình dài hạn Do đó Mà hòa bình dài hạn thì phải trả một giá rất đắt Là một cuộc đại tam thế chiến Nếu mua hòa bình dài dài hạn Thì cái giá phải trả là trận đại tam thế chiến Thì đám này không dám Vấn đề nằm ở chỗ đó nha yeah. Rồi tiếp tục Ok à. Lướt qua những cái đọc rồi những vùng sát nhập vào Nga, người dân ở đó họ theo Nga không? Đa số người dân thì không theo Nhưng vẫn có một thiểu số người Ukraine thân Nga Thì cái điều này xảy ra Bài đám này bây giờ đang quản trị bốn vùng đó đó Chứ không phải là Nga Đám mà gọi là thân Nga ở Ukraine đó, Nó đang quản trị tất cả những là những cái vùng lãnh thổ này đó nha Rồi à... Wow cái chiêu cấm vận cũ quá rồi như bắc hàng nghèo như vậy mà không lật đổ nổi nói gì tới Nga giàu năng lượng. Thì tôi nói với cái vị là gì? Cấm vận không có lợi. Ngay từ đầu nếu như mà Nga manh nha tại vì cái thông báo đó đưa ra từ tháng 11 tháng 12 năm 2021 là Nga có thể tấn công Ukraine. Cho tới tháng 2 thì chính thức Nga tấn công. Trong 3 tháng đó tại sao NATO không đưa quân vào vào Ukraine lúc đó đưa vào Ukraine rất có lợi Nga muốn tấn công không dễ dàng nhưng mà đám NATO yếu hèn không dám làm không dám làm rồi bây giờ hai năm mấy cuộc chiến bùng nổ rồi thì bây giờ mới quay lại cái ý định ban đầu là đưa quân vào NATO, đưa quân của NATO vào Ukraine thì cái vậy có đưa vào đi nữa chỉ tạo cớ cho Putin xâm lăng những quốc gia ở phía Bắc thôi cũng không có lợi luôn nữa. Hai năm mấy sau mới quyết định như vậy thì không có lợi. Do đó tôi nói rằng cái phương pháp duy nhất cái phương pháp duy nhất để chặn đứng tất cả những tham vọng của Putin là lật đổ chế độ của ông ta. Chỉ có lật đổ chế độ của ông ta để cho Nga tạo ra một cái chế độ khác nó không đe dọa thôi. Đây là cái biện pháp cuối cùng và cái biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng mà đám NATO không dám trả giá tức là muốn mua đồ ăn nhưng mà không muốn trả tiền. Muốn có hòa bình lâu dài mà không dám trả giá. Đây là cái hậu quả đó quý vị. Rồi cảm ơn Andy em đóng góp 10 mỹ kim, cảm ơn rất là nhiều. <laughs> Hy vọng Mỹ đi theo bước chân của anh Quốc cho phép đồng minh sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ của kẻ thù. Tôi không nghĩ là Mỹ sẽ làm. Tại vì cái quy tắc đó được áp dụng cho tất cả các vùng lãnh thổ. Nếu bây giờ mà đặt cách, tức là riêng biệt cho Ukraine, thì những quốc gia khác sẽ khiếu nại. Những quốc gia khác sẽ khiếu nại. Ví dụ như Do Thái. Ví dụ như là Nhật Bản, Nam Hàn. Và kể cả Đài Loan luôn. Hỏi nó, ê, tại sao Ukraine được mà tôi không được? Rất là khó. Cái quy tắc của Mỹ xưa nay, nếu mà muốn thay đổi, rất là khó. Tại vì cái đó là cái quy tắc để kiểm soát vũ khí trên toàn cầu. Không thể cung cấp một cách vô tội vạ được. Và cũng không thể, và trong cái hợp đồng bán vũ khí đó, để giữ cái tính nghiêm minh không bị lạm dụng. Không bị lạm dụng do đó, không thể thay đổi quy tắc này. Quy tắc này thì không thay đổi, nhưng mà chiến lược thì có thể thay đổi. Vấn đề là họ có thay đổi chiến lược hay không thôi nha. Yeah cấm vận chỉ thấy khổ người dân chứ những kẻ độc tài vẫn sống thảnh thơi cái này là chích đúng bản chất luôn cuối cùng lệnh cấm vận người dân chịu khổ còn cái đám mà cai trị đó bữa cơm nào của nó cũng đầy đầy đủ hết nó vẫn sống phai phai dân khổ kẻ cha dân nhưng đám này vẫn sống phai phai đó quý vị thấy không dân bắt hàng đói không ra trong khi kim cho ngôn đi xe toàn là xe hiệu mặc đồ toàn hàng hiệu không Kim Jong Un có khổ đâu. Trong khi người dân Bắc hàng thì đói rã họng. Do đó quý vị, cái vụ mà gọi là cấm vận này tôi nghĩ là phải đánh giá lại. <laughs> phải đánh giá lại và muốn có trật tự trên toàn cầu một cách chính xác hơn thì phải thay đổi quan điểm. Đó là cái uh, cách nhìn của tôi nha. Yeah. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng hôm nay. Cáo lỗi cái phần đầu nó hơi bị rè chút xíu thì Phong có chỉnh lại rồi. Hy vọng là quý vị đã nghe rõ ràng. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.